Đại trưởng lão Ba Đi giá B. Đời sống sa môn trong kiếp chót Trong thời kỳ trung gian giữa hai vị Phật Kassabap và gotama kéo dài vô số kiếp vị ấy chỉ tái sanh trong cõi chư thiên và nhân loại Trong thời kỳ của Đức Phật này vị ấy tái sanh là một hoàng tử thích ca trong kinh thành Kapilavatthu Vị ấy được cha mẹ đặt tên là Ba Đi giá Đến tuổi trưởng thành vị ấy dẫn đầu sáu vị hoàng tử dòng sắc Cát xuất gia cùng với thợ cạo upali trong khi đức phật đang lưu trú ở khu rừng xoài gần thị trấn Anubisya vị ấy thọ phép xuất gia tỳ khưu và chứng đắc đạo quả a la hán trong mùa an cư năm ấy sau khi chứng đắc như vậy khi vị ấy an trú an lạc trong quả định nói lên sự hoan hỷ như sau ôi hạnh phúc thay hạnh phúc thay những tỳ khưu còn phàm phu không biết sự chứng đắc của vị ấy và hiểu lầm rằng vị ấy như vậy là do nhớ đến đời sống làm hoàng tử trước kia. Họ đã trình lên Đức Phật. Bài viết này có thể đọc trong bộ Udana